Hơn một tháng qua, giá phân bón các loại tăng mạnh, trong khi đây là mùa sản xuất lúa chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long nên sẽ phát sinh chi phí đáng kể cho người dân. Nhiều hộ nông dân cho hay, đầu tháng 8, giá phân u rê mua của đại lý theo hình thức trả sao chỉ khoảng 500.000 đồng một bao, nhưng hiện nay đã tăng lên 630.000 đồng. Phân DAP hiện giá khoảng 1 triệu 100.000 đồng, tăng trên 400.000 đồng một bao. Còn theo các đại lý phân bón, sau khi Trung Quốc cấm xuất khẩu phân bón, hai loại phân phổ biến trong sản xuất nông nghiệp là ure và DAP tăng mạnh. so với hơn một tháng trước, phân ure tăng trên 10%, và phân DAP tăng gần 40%.